Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với đầu tư tiền điện tử phong đây và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật nhanh chóng những cái thông tin ở trong cuối tuần để mà sang đầu tuần anh chị có thể là trading nó hiệu quả hơn và trong tuần tới thì anh chị biết được là chúng ta sẽ có rất rất là nhiều cái tin tức à, nổi trội ở trên thị trường tài chính nó có thể là có một sự ảnh hưởng nhất định đến thị trường crypto nha anh chị nha thì à, về mặt đầu tiên chúng ta thấy được là giá cả chúng ta vẫn đang nằm ở quanh khu vực là 25.700 đô la và trước khi chúng ta nói đến Bitcoin thì chúng ta có thể là xem qua những cái đồng Ancon bởi vì là trong thời gian vừa qua Ancon đang bị có một sự ảnh hưởng bởi tin tức khá là xấu ở trên thị trường nha chị nha thì đầu tiên về Ethereum chúng ta vẫn đang được nằm lanh quanh cái khu vực là khoảng 1 đô la là cái nơi trước đó mà nó vừa mới lấy thanh lý anh chị Hà, và nó đang được neo giá ở đây và nó đang chờ tín hiệu của Bitcoin ở trong đầu tuần tới để mà nó à, xảy ra những tình huống tiếp theo nhưng mà đối với em ở thời điểm này khi mà Ethereum nó đã bị xả một cú từ 1856 và tới khu vực là 1737 thì khi mà nó lấy thanh lý rồi thì cái khả năng nó có thể là có sự phục hồi nó vẫn có thể là xảy ra và chúng ta vẫn phải quan sát ở ngay khu vực là 1.618 của thằng Ethereum này nha chị nha để xem thử rằng nó có phá vỡ ra hay không thì nó sẽ có một cái đà phục hồi lên ở trong tuần tới à, hiện tại thì vẫn là khu vực này là khu vực kháng cự đối với Ethereum ha rồi à, tiếp theo chúng ta sẽ nói tiếp những đồng anh con khác như là ADA chúng ta thấy được là nó vẫn giữ chân được ở quanh khu vực hỗ trợ này và thậm chí là ADA hồi lên khá là nhanh Từ khu vực là khoảng 0.234 mà nó hồi lên tới khu vực là 0.2799 Thì trong thời gian vừa qua nó cũng đã quét đi thanh lý những cái lệnh lon trước đó khi nó thả cái rô ra khỏi khu vực này à, Và khi mà anh chị thấy được là quét thanh lý xong nó sẽ có sự phục hồi nhẹ lại Khi mà nó hấp thụ những cái lệnh lon đó thì cái chuyện đó sẽ xảy ra à, Tiếp tục chúng ta sẽ có cái đồng là Boss Nó vẫn đang được giữ ở quanh khu vực là 0.3795 đó, vừa lấy thanh lý xong thì cũng được phục hồi và giữ chân lại ở ngày hỗ trợ rồi BNB thì còn BNB thì anh chị thấy được là phục hồi không quá nhiều À, so với những cái đồng anh con chúng ta vừa xem thì chứng tỏ là thời điểm này đang à, người đầu tư nhà đầu tư à, à, rất là lo ngại đến cái vấn đề là binance nó có xảy ra những cái tình trạng nào tồi tệ hay không thì chúng ta chưa biết nhưng mà về cái hành vi giá mà nó phục hồi không được nhiều này khi nó đến khu vực hỗ trợ thì cho thấy rằng á à, là bnb à, đang bị mất niềm tin khá là nhiều ở trong à, cái thế giới crypto nha chị nha rồi tiếp tục chúng ta sẽ nói đến đồng solana solana thì gần đến khu vực hỗ trợ là 12.26 thì nó đã được rút râu lên rồi và nó đang phục hồi lại đến khu vực là 15.9 tương tự như là thằng IDA à, luôn ha nó phục hồi khá là tốt ma tích thì sao ma tích thì cũng có sự phục hồi nói chung là tất cả những đồng Ancom chúng ta vừa thời gian vừa qua chúng ta vừa xem thì nó đều có sự phục hồi cả kể cả như là ở đây là bot cross đến ngay khu vực hỗ trợ tháng thì nó vẫn phục hồi lên ha trên link cũng tương tự như vậy đều có sự phục hồi lên và nó tương đối Phục hồi là tốt hơn là BNB cho nên là trong thời gian tới chúng ta cần phải xem xét thêm rất là nhiều những thông tin về BNB nếu như anh chị muốn trade, cái đồng con này ở trong thời điểm hiện tại ha anh chị ha đó thời điểm hiện tại rất là mạo hiểm nếu mà anh chị chơi long short đối với đồng BNB chỉ cần một cái tin tức ra thôi là nó đều có thể là bẻ ngang giá cả cả cho nên là anh chị phải hết sức là cẩn thận thì vừa qua anh chị đã thấy được là những cái đồng anh con chúng ta đang theo dõi thì nó đã có những chuyển biến là phục hồi nhẹ ở trong cuối tuần này và nó đang vẫn chờ Bitcoin ra cái dấu hiệu để nó tiếp tục tăng trưởng hay là nó tiếp tục điều chỉnh Ở trong thời gian tới nếu anh chị vẫn chưa biết là chúng ta nên tìm kiếm một cái sàn giao dịch nào để trading khi mà có sự thanh khoản tốt TBSL luôn luôn khớp đúng với những cái uh, yêu cầu mà anh chị đặt ra Thì anh chị có thể là xem qua sàn giao dịch Bybit, ha Thì thời điểm hiện tại họ đang có rất là nhiều cặp giao dịch khác nhau ở trên cái tính năng là future của Bybit Và khi mà anh chị tham gia vào trading ở trên Bybit và cũng như là anh chị đăng ký với đường dịch của tim Anh chị có thể là nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp khi anh chị nào nạp tiền và trading đủ cái mức volume mà sàn giao dịch đang yêu cầu hoa thì anh chị có thể cơ hội nhận lên đến là 30.000 đô thưởng nạp và anh chị có thể là dùng nó để trading để kiếm thêm những cái phần thu nhập. Thì nếu như anh chị muốn đăng ký và sử dụng Bybit thì anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em để ở dưới phần mô tả video này nha Và bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung tiếp theo của video ngày hôm nay. Thì chúng ta hãy xem qua Bitcoin một tí ở thời điểm hiện tại. Trong video ngày hôm trước thì em đã thông báo với anh chị rằng là cái khu vực hỗ trợ là 25.600 đô này là lần trước chúng ta có một cái lực cầu đi lên khá tốt ha và trong thời điểm là tối ngày hôm qua chúng ta lại quay trở lại test ở khu vực là 26.100 thì khi mà anh chị bật ở cái chạc một giờ ra anh chị sẽ thấy được là ở cuối tuần đây là những gì nó đã xảy ra ha nó tăng lên thật là mạnh đến khu vực là 0.618 nó sẽ ngược lại và nó tiếp tục sai quay ở trong ngày chủ nhật này và trong tuần tới trong tuần tới chúng ta cần phải xem xét những cái khí cạnh khác nữa khi mà ở đây chúng ta thấy được là dòng tiền phải sinh ở thời điểm hiện tại thì anh chị nào chưa biết dòng tiền phái sinh là cái gì á thì anh chị có hiểu cơ bản là khi mà bên dòng tiền phái sinh nó tăng lên thì tức là đang có người lon và khi mà dòng tiền phái sinh nó rơi xuống á, thì nó sẽ có hai trường hợp là một là người ta chốt lệnh lon chuyển qua sót hai là người ta bị quét thanh lý ha, bị quét sl thì nó sẽ giảm hồi dòng tiền này xuống về thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đã vượt ra khỏi khu vực hỗ trợ là 11 tỷ hai như ở trên màn hình anh chị thấy ha chúng ta đã vượt ra khỏi khu vực hỗ trợ này và rất là nhiều lần chúng ta thả những cái đầu sâu xuống như vậy Thì chứng tỏ rằng là thời điểm hiện tại đang rất khó khăn uh, cho Bitcoin nha chị nha Đang cực kỳ khó khăn luôn chứ không phải là bình thường nữa Và khi mà anh chị đã thấy được là trong uh, thời gian vừa qua Nó đã quét đi khoảng 37 triệu đô lệnh lon ở quanh khu vực giá này Thì chứng tỏ là trong thời gian tới nó vẫn có thể là có cái khả năng phục hồi xảy ra Thì uh, về cái khả năng phục hồi như thế này Chúng ta có thể là xem qua cái chart uh, mà em đã chia sẻ với anh chị gần đây Thì anh chị thấy được là gì uh, Em sẽ để vào khung ngày nha thì tất cả những cây nến ngày ở trong cái thời gian mà Bitcoin điều chỉnh thời gian vừa qua thì nó chưa phá vỡ ra được khỏi khu vực là 0.618, 25.600 25, đô hoa nó vẫn đang giữ thân nến của nó trên này, chưa đóng nến xuống dưới và vì vậy là khi mà chúng ta đến ở khu vực hỗ trợ chúng ta sẽ không sót nha anh chị chúng ta sẽ không sót ở khu vực này chúng ta sẽ chờ những sự phục hồi lên ở trong tuần tới và nếu như Bitcoin có thể phục hồi lên ở trong uh, cái tuần tới thì anh chị nghĩ rằng là nó có thể đến đâu thì ở đây em đang uh, xem qua cái vùng giá là khoảng 27.300 ha đây 27.300 uh, hay là thấp hơn tí là khoảng 27.200 quanh cái cạnh trên line uh, quanh cạnh trên line này thì trước đó chúng ta đã từ chối một lần hai lần ba lần bốn lần và lần này nếu như phục hồi từ khu vực hỗ trợ lên thì đây sẽ là cái điểm để anh chị xem thử rằng có sự từ chối đi xuống hay không và chúng ta có thể là bước vào một lệnh sót. thì anh chị cứ nhìn ở khu vực này ở trước đây ha thì khi mà giá cả nó cứ uh, tăng mạnh lên từ khu vực hỗ trợ dưới này gần khu vực hỗ trợ này tăng lên tới kháng cự thì nó xuất hiện sự từ chối như thế này thì thời điểm này tại cái thời điểm là cái dấu hiệu rằng là chúng ta có thể là sót được và tương tự với thời điểm hiện tại khi mà trong tuần tới chúng ta phục hồi lên quanh khu vực ở cạnh trên line này chúng ta sẽ xem xét rằng nếu có sự từ chối chúng ta sẽ tiếp tục shop bitcoin nha anh chị nha và thời điểm hiện tại thì anh chị lưu ý rằng nếu như anh chị trading hàng ngày anh chị nên xem xét về cái tình huống là chị uh, nên ưu tiên những cái lượng sót nhiều hơn bởi vì chúng ta vẫn đang giảm ở trong một cái trên giảm mà trong ngắn hạn ở trước mắt là như vậy chúng ta đã giảm từ 31 000 đô đến thời điểm hiện tại rồi thì khi mà anh chị nhìn lại một cái câu chuyện nó dài hơn đó là trước tết ha chúng ta luôn luôn có những cái sự tăng trưởng khá là mạnh khá là dứt khoát đó rất là mạnh rất là dứt khoát luôn và sau khi mà chúng ta chạm đến cái mức 30.000 uh, 31.000 30 đô đến thời điểm hiện tại chúng ta chưa có một cái sự tăng trưởng nào dứt khoát cả chúng ta chỉ đang gọi là giảm dần giảm dần theo thời gian à, giảm dần theo thời gian thôi thì vì vậy á cho nên là anh chị vẫn nên ưu tiên những cái lệnh sót nó sẽ ok và nó an toàn hơn và trong thời gian tới thì em cũng sẽ nhắc lại một lần nữa thì cái vấn đề này em đã nhắc khá là nhiều rồi uh, anh chị nào xem kênh thì có thể là thấy thì khu vực 25.600 đô chính là cái key support uh, gọi là một cái vùng hỗ trợ rất rất quan trọng vì nếu mà chúng ta phá ra khỏi khu vực này với một lực mạnh và tiếp tục di chuyển thì anh chị sẽ biết câu chuyện sẽ rất là xấu sẽ diễn ra đối với Bitcoin anh chị ha. Thời điểm trước mắt là như vậy chúng ta vẫn phải xem xét những cái tình huống xấu. Chúng ta chỉ uh, nghiêng về cái hướng là tăng trưởng khi mà chúng ta bứt phá ra khỏi cái cạnh trên line này với cái lực đẩy mạnh thì chúng ta mới gọi là tìm kiếm những cơ hội để lon lên. Còn không thì em vẫn sẽ phải ưu tiên những cái lệnh short thôi bởi vì nó sẽ mang lại cái sự an toàn và cũng như là giảm thiểu đi cái sự rủi ro nhất định khi mà em trade theo cái trend của cái thị trường nha anh chị nha. Và với cái vùng giá 27.200 27.300 này chúng ta quay trở lại cái chạc ở thời gian là 4 giờ thì đó cũng là nơi mà trong thời gian vừa qua em luôn luôn tìm kiếm những cơ hội để xót xuống thì anh chị hãy chờ xem rằng ở trong thời gian tới chúng ta có thể là chạm đến khu vực ở trên này hay không à, thì nếu mà có sự từ chối chúng ta có thể là canh để sót xuống và trong thời gian tới còn một cái lý do nữa có thể là khiến cho bitcoin phục hồi lên những khu vực cao đó thì anh chị có thể thấy được là trong tuần tới chúng ta sẽ có hai sự kiện hai tin tức ha thì anh chị thấy được là ở trong tuần tới chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tin tức liên quan đến đầu tiên là chúng ta thấy được là lạm phát thì ngày 13 tháng 6 mỹ sẽ công bố con số lạm phát ha thì dự đoán ở thời điểm hiện tại là sẽ giảm đến cái mức là 4.1% cho đến là 4.3% đây là hai con số dự đoán và từ con số trước đó của tháng 4 là 4,9% Và trong tháng 5 này nếu chúng ta tiếp tục giảm Thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt, một cái tin tức rất là tốt Và nó có thể khiến cho Bitcoin tăng trưởng thêm một lần nữa ha Nó vẫn có thể là tạo ra sự phục hồi lên Nhưng mà sau đó một ngày thì chúng ta sẽ đón nhận ngay thêm một cái tin tức nữa là vào ngày 14 tháng 6 đó, thì chúng ta sẽ có tin tức về lãi suất. Và trong thời điểm này thì những con số dự đoán đang là cái mức là 5.25%, có nghĩa là họ sẽ giữ lại cái mức lãi suất bằng với cùng kỳ trước. Hoặc có nghĩa là không tăng thêm mà nó sẽ giữ cái mức tăng ở trong kỳ trước. Và nếu như cái tình trạng này xảy ra, anh chị hãy xem xét rằng là thị trường sẽ phản ứng với cái tin tức lãi suất này như thế nào. Còn đối với em khi mà nó vẫn đang ở trong đà tăng mà nó tiếp tục giữ mức tăng thì có nghĩa là nó vẫn chưa tốt. À, nó vẫn có thể là xảy ra những cái tình trạng xấu trừ khi là nó giảm lãi suất xuống thì chúng ta mới thấy được những cái dấu hiệu tốt còn không á thì trong thời gian tới chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái tín hiệu khá là xấu của thị trường. Thì đó là hai cái tin tức mà cho thấy rằng là cái tỷ lệ Bitcoin vẫn phục hồi được ở trong tương tới là có. Vậy còn những cái thông tin gì chúng ta cần phải cập nhật thêm với nhau hay không? Thì bây giờ chúng ta có thể là xem qua về USDT dominant một lần nữa. Thì à, thời điểm này chúng ta chưa à, có thể là di chuyển tới khu vực là ở trên cái cạnh trên line ha, cái khu vực kháng cự ở trên này khoảng 8.4 thì em cũng sẽ nốt lại ở khu vực này trong tuần tới nếu như mà chúng ta lại có một lực đẩy lên đây nữa thì bitcoin có khả năng là giảm sâu hơn một tí à, nhưng mà dường như rằng em thấy dường như rằng là chúng ta vẫn đang ở trong một cái quá trình giảm giá à, vẫn đang ở trong quá trình giảm giá và nếu như ở đây chúng ta xét thêm một cái kháng cự nữa anh chị thấy được là gì chúng ta nối lại những cái đỉnh gần nhất ở trong thời gian vừa qua thì đây cũng là một khu vực kháng cự nữa anh chị cần phải quan tâm đó và nếu như mà nó từ chối từ khu vực này xuống thì trong tuần tới Bitcoin sẽ hồi. Thì nếu như anh chị chưa biết cái này thì em sẽ giải thích lại một tí. Thì USDT ha, khi mà nó có dấu hiệu tăng trưởng lên ở trong thị trường thì lúc đó Bitcoin sẽ có cơ hội để gọi là điều chỉnh xuống. Và ngược lại khi mà USDT nó giảm xuống thì thằng Bitcoin sẽ có khả năng phục hồi lại. Đó thì đây là cái uh, thông tin mà anh chị cần phải theo dõi trong thời gian tới để xem xét về cái lệnh chúng ta trade nó có an toàn hay không và em vẫn đang mong chờ rằng là USDT nó sẽ có sự điều chỉnh nhẹ trước mắt đã để cho Bitcoin nó phục hồi lên và đây là video cập nhật nhanh chóng cho anh chị về thị trường ở thời điểm hiện tại thì anh chị có thể là xem để tham khảo và cũng như là trong tuần tới chúng ta trading chúng ta nên xem xét những cái tình huống về tin tức nó an toàn chúng ta thì chúng ta hẳn chơi nha anh chị nha và nên nhớ là khi tin tức ra thì sẽ có rất rất là nhiều cái sự biến động ở trên thị trường. Nó có thể là khiến cho anh chị bị quét SL này hay là khiến cho anh chị bị thanh lý. Cho nên là hãy chơi một cách là tỉnh táo, có thể là chúng ta có thể là né những cái tin tức ra hoặc là chúng ta chơi với một cái mức SL nhất định ha. Đừng có chơi không SL vì trong tin tức chúng ta có thể là dễ dàng bay màu tài khoản để chúng ta không để SL. Anh chị lưu tâm cái vấn đề này nhé. Và khi mà anh chị xem những cái nội dung của tụi em truyền tải trên những video như thế này thì anh chị lưu ý rằng là không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị. Và nếu như những cái nội dung mà em mang lại cho anh chị có những cái giá trị về giải trí để tham khảo và cũng như là giảm thiểu rủi ro khi đầu tư khi mà trading thì anh chị đừng quên để lại nút like và nút đăng ký ủng hộ team vì nó sẽ giúp cho team phát triển và mở rộng kênh youtube của team ra hơn anh chị ha rồi thì cảm ơn một lần nữa và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau